trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục bị tô màu nha các bạn ơi. Cái gọt tít kia là mình đã tô màu xong nha các bạn nhé.
Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng đi nào. À, mình sẽ tiếp tục bị tô màu nha các bạn ơi. Giờ mình sẽ lấy quạt màu đấy. Bây giờ mình sẽ đi gọt mỏ ra các bạn ạ. Mình đã gọt xong rồi, mình sẽ tô màu các bạn. Vậy là mình đã đi tô màu xong nha các bạn ơi.